Vừa qua thì chúng ta đã kết hợp với Đông Thi Sao Video.
cái đường này đó. Và nói thiệt là hôm nay lớp chúng ta có một tên rất là vui, đó là 603 trong lớp chúng ta đã đạt được cái học bổng này. Và nói thiệt là chúng ta hãy quan tâm tặng Nguyễn Phong Vũ. Chúc mừng em. Tôi đã tìm ra được một gương mặt bạn trẻ với những đam mê và khát khao cố gắng của mình trong học tập để nhận được phần thưởng giá trị nhất của chương trình, đó là một chiếc VOE. Vâng, và mai sau đây xin kính mời chị đại diện cho nhãn hàng Sony, chị Tường Vy lên sẽ trao giải thưởng, đó là chiếc VOE do thí sinh đạt giải của chúng ta hôm nay, đó là bạn Lê Phong Vũ. Người ta có cách nào thì người ta nhận được giải thưởng thôi. Có thì sao phải chờ cho cô đi chọn. Còn thấy là nhờ. Xuân và buổi lễ trao giải học bổng của chúng ta đến đây là hết. Và sau đây chúng ta hãy cùng hát bài ca khúc chủ đề của chương trình. Cuối cùng Vũ đã làm được, Vũ đã thành công. Và người chúc Vũ sẽ đạt được ước mơ của mình nha. Tôi cùng bài đồng hành này sẽ chắc chắn Vũ sẽ thành công và cô như vậy. Kết nối ước mơ, kết nối cái tính, mình chắc là phải. Chúng tôi là